Ta có thể học cách không để cho hoàn cảnh hay sự việc tiếp diễn một cách sống động trong tâm trí, mà liên tục hướng sự chú ý vào khoảnh khắc hiện tại sơ khai và vô tận. Thay vì mải mê với quá trình dựng phim trong đầu, ta hoàn toàn hiện hữu, thay vì chỉ có suy nghĩ và cảm xúc. Chỉ với sự hiện diện trong khoảnh khắc hiện tại mới có thể giải phóng ta ra khỏi cái tôi, và ta chỉ hiện diện ngay bây giờ, chứ không phải hôm qua hay ngày mai. Chỉ bằng cách hiện diện ngay lúc này mới có thể xóa bỏ được quá khứ trong ta và theo đó biến đổi trạng thái ý thức của ta. Hãy tỉnh táo. Khi đã tỉnh thức, bạn có thể nhận ra tiếng nói trong đầu mình, một suy nghĩ cũ kỹ, định hình quá khứ. Bạn không cần tin vào suy nghĩ ấy. Thức tỉnh là hiện hữu trong khoảnh khắc hiện tại, và chỉ có sự hiện hữu mới làm biến mất quá khứ vô thức trong bạn. Trong thiền Zen, Satori có nghĩa là khoảnh khắc hiện hữu, là bước nhanh chóng giúp bạn thoát khỏi tiếng nói vang vang trong đầu mình, tức là quá trình tư duy và sự phản ánh của chúng ta qua cơ thể dưới dạng cảm xúc. Khi hiện hữu, có sự xuất hiện của không gian nội tâm, ở nơi mà trước kia bộn bề những tư tưởng và cảm xúc. Để chấm dứt nỗi khổ đau của con người suốt hàng ngàn năm qua, ta phải bắt đầu từ bản thân, chịu trách nhiệm cho trạng thái nội tâm của mình trong mọi khoảnh khắc, tức là ngay bây giờ. Hãy tự hỏi, lúc này trong tôi có sự tiêu cực nào không? Sau đó, hãy tỉnh táo, hướng sự chú ý đến suy nghĩ cũng như cảm xúc của bạn. Hãy cảnh giác với nỗi bất hạnh dưới bất kỳ hình thức nào, như bất mãn, lo lắng, ngán ngẩm. Cảnh giác với những suy nghĩ xuất hiện để biện hộ cho nỗi bất hạnh này. Trên thực tế, chúng chính là nguyên nhân gây ra bất hạnh. Nhận ra trạng thái tiêu cực trong lòng mình, điều đó không có nghĩa là bạn thất bại, mà ngược lại, bạn đã thành công. Cho đến sự thức tỉnh diễn ra, bằng không thì vẫn có sự đồng nhất giữa cái tôi giả tạm. Cùng với thức tỉnh là không còn đồng hóa mình với những suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc và phản ứng. Đừng nhầm lẫn điều này với sự phủ nhận. Những suy nghĩ, cảm xúc hay phản ứng đều được thừa nhận, và trong khoảnh khắc nhận ra việc ngưng đồng hóa tự động diễn ra, cảm nhận về bản thân, tôi là ai, trải qua sự biến chuyển. Trước kia bạn là suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng, còn giờ đây bạn là sự tỉnh thức, bản thể có ý thức đang hiện hữu, chứng kiến những trạng thái này. Cảm xúc và suy nghĩ cũng trở nên vô ngã khi trải qua sự tỉnh thức. Toàn bộ cuộc đời của bạn cuối cùng chẳng là gì hơn một câu chuyện, một gói suy nghĩ và cảm xúc, không còn chiếm lĩnh ý thức nữa. Chúng không còn là nền tảng cho cảm thức về nhân dạng thật sự của bạn nữa. Bạn là ánh sáng, là nhận thức. Bạn có trước, sâu sắc hơn bất kỳ suy nghĩ và cảm xúc nào. Tiêu cực không thuộc về trí tuệ, nó luôn thuộc về cái tôi. Bất cứ khi nào bạn rơi vào trạng thái tiêu cực, ở bên trong bạn có cái gì đó mong muốn sự tiêu cực, hoặc nhận thức tiêu cực như là thú vui, hoặc tin rằng sự tiêu cực sẽ cho bạn cái bạn muốn. Nếu không vì thế, ai lại muốn bám víu vào sự tiêu cực, khiến cho bản thân họ và những người khác khốn khổ và tạo ra bệnh tật trong cơ thể. Vì lẽ đó, khi không bạn xuất hiện sự tiêu cực, nếu ngay lúc ấy bạn có thể ý thức rằng có cái gì bên trong mình, lấy đó làm thú vui hoặc tin rằng điều đó có mục đích hữu ích, bạn đang có nhận thức về cái tôi. Khi điều này xảy ra, nhân dạng của bạn chuyển từ cái tôi sang sự tỉnh thức, nghĩa là cái tôi đang nhỏ dần lại và sự tỉnh thức đang dần lớn lên. Nếu đang trong trạng thái tiêu cực mà bạn có thể nhận thấy, ngay lúc này tôi đang tự tạo ra nỗi đau khổ cho bản thân, thì đó là quá đủ để đưa bạn vượt qua những trạng thái và phản ứng do cái tôi hình thành. Sự tỉnh thức sẽ mở ra cho bạn những khả năng vô hạn. Đó là những cách giải quyết sáng suốt hơn gấp nhiều lần trong mọi tình huống. Bạn sẽ thoát khỏi nỗi bất hạnh ngay khi nhận ra nó thuộc về trí tuệ. Trong một mối quan hệ, càng có nhiều ký ức chung trong quá khứ, ta cần hiện hữu trong khoảnh khắc hiện tại nhiều bấy nhiêu. Nếu không, ta sẽ bị lôi kéo hồi tưởng lại quá khứ hết lần này đến lần khác. Mối quan hệ chân thành chính là mối quan hệ không bị cái tôi chi phối. Khi nó tạo ra hình ảnh
và tìm kiếm bản thân. Trong mối quan hệ chân thành, ta chú ý tới người kia một cách cởi mở và tỉnh táo, mà không hề mong muốn bất cứ điều gì. Sự thức tỉnh ấy chính là hiện hữu. Đây là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ mối quan hệ chân thành nào.